Vào hồi 4 giờ 21 phút ngày 21 tháng 8 năm 2023, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận tin báo có cháy tại nhà số 226 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và có 3 người bị nạn mắc kẹt. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ban đầu xác định nhà 3 tầng 1 tum cháy ở khu vực tầng 1 với 2 lớp cửa khóa trong, có 3 nạn nhân đang hô hoán ở ban công ở tầng 3. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã động viên tinh thần 3 nạn nhân, tổ chức phá rỡ cửa cuốn điện, cửa ra vào ở tầng 1, đồng thời triển khai một lăng bê phun nước làm mát, chữa cháy và cử một tổ trinh sát lên tìm kiếm đưa nạn nhân ra nơi an toàn. Đám cháy tỏa nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ phía trong ngôi nhà nên tổ trinh sát đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 phải dùng 3 mặt nạ cách ly để đưa nạn nhân xuống, đồng thời mở cửa thoát khói. Đến 4 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người, tình trạng sức khỏe của nạn nhân đều ổn định. Hiện công an quận Lê Chân tiếp nhận hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.